tôi có dây nguồn vốn xã hội ngân hàng trên đất đỏ, quyền đất đỏ 7-8 năm nay để chăn nuôi, sản xuất, nguồn thu á nó còn vô, cho nên cuộc sống gia đình mẹ con tôi cũng đỡ vất vả. Được sự tôi quan tâm với lại sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách huyện đất đỏ đã giúp gia đình chị là hoàn thành được cái tâm nguyện để xây cái nhà cho các cháu che mưa che nắng. Hội cơ sở phải kiểm tra ít nhất 90% hộ vay đang còn dư nợ tại ngân hàng và đi kiểm tra trực tiếp tại một số hộ vay, thì qua đó cũng đôn đốc hộ vay cái trong cái việc sử dụng vốn đảm bảo đúng mục đích và trả nợ trả gốc cho ngân hàng đúng quy định. Qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, gọi tắt là chỉ thị 40. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách. Qua đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ về tăng trưởng dư nợ, huy động vốn, nguồn vốn cho vay của đơn vị không ngừng phát huy hiệu quả. Đặc biệt, công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, góp phần giúp nâng cao chất lượng tín dụng. Nguồn vốn chủ yếu tập trung cho vay các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay vốn đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các hộ sản xuất kinh doanh tại các vùng khó khăn. Đây là các đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ về vốn ưu đãi, góp phần trong công tác giảm nghèo, chống tái nghèo tại địa phương. Trong 10 năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp từ huyện đến xã để hỗ trợ, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tăng cường quản lý, nâng cao năng lực, hiệu quả trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại địa phương. Đến nay sau 10 năm triển khai, doanh số cho vay trên địa bàn huyện đạt 1.242 tỷ đồng với 36.570 lượt hộ vay vốn. Doanh số thu nợ 10 năm đạt 835 tỷ đồng bằng 67,23% doanh số cho vay. Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 0,7%. Ngân hàng Chính sách xã hội cũng thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân các xã thị trấn rà soát nhu cầu các đối tượng có nhu cầu vay vốn để mình xét cho vay hàng tháng. Thì Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng cùng với lãnh đạo của các xã thị trấn dự họp giao ban cùng với lại các tổ tiết kiệm vay vốn cũng như là hội đoàn thể nhà ủy thác cấp xã để nắm bắt tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn cũng như là có cái chỉ đạo giám sát trong cái việc mà bình xét cho vay vốn đảm bảo là đúng đối tượng thụ hưởng. Một trong những ưu việt mà tín dụng chính sách mang lại trong thời gian qua đó là cho học sinh sinh viên vay. Sau hơn 10 năm, toàn huyện đã cho 2.958 học sinh sinh viên vay vốn học tập với tổng số tiền hơn 4.243 tỷ đồng. Chồng mất, bà Tăng Thị Thúy Hồng ngụ ở ấp Cây Cám, xã Láng Dài, một mình nuôi con ăn học. Do bị bệnh không có việc làm ổn định, vì vậy khi con gái là Phạm Thị Ngọc Trâm trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa, ngành giáo viên mầm non, bà Hồng vừa mừng vừa lo vì không biết lấy đâu ra tiền để lo cho con đi học. Nỗi lo của bà đã được giải tỏa khi tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc hội phụ nữ địa phương hướng dẫn và giúp bà tiếp cận nguồn vốn vay học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đất Đỏ với tổng số tiền 40 triệu đồng một năm học, giúp Ngọc Trâm an tâm học tập. Tôi có dây cho con tôi đi học về sư phạm mầm non. Ngân hàng Chính sách cũng hỗ trợ cho nó dây được 40 triệu để làm kinh phí đi lại. Tại vì mẹ giá con mồ côi tôi bệnh đau cho nên không có làm gì nhiều. Được coi là chương trình mới và có số vốn cho vay khá lớn. Chương trình vay vốn nhà ở xã hội cũng đã được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đất Đỏ triển khai có hiệu quả. 15 năm sống chung trong căn nhà chật hẹp với cha mẹ đã lớn tuổi.
Đầu năm 2024, gia đình chị Nguyễn Thị Hương và anh Nguyễn Việt Hùng ở ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ được tiếp cận vay vốn chương trình nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đất Đỏ. Anh Nguyễn Việt Hùng là quân nhân công tác tại một đơn vị quân đội. Chị Nguyễn Thị Hương buôn bán nhỏ và ở nhà nội trợ. Thu nhập thấp, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên dù đã được gia đình cho đất ở nhưng anh chị chưa có điều kiện để xây nhà. Qua tìm hiểu thông tin, gia đình chị Hương mạnh dạn đăng ký vay vốn chương trình nhà ở xã hội từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đất Đỏ. Sau khi bình xét, gia đình anh chị được hỗ trợ vay 500 triệu đồng cùng với số tiền mượn thêm của người thân để xây dựng nhà ở. Nhà tôi thì chồng con thì đều làm trong quân đội nên là trước khi vay thì cũng đã có tìm hiểu cái lãi suất và cái phương thức để trả hàng tháng. Thì thấy ổn, thấy mình có khả năng là đáp ứng được thì trả được lãi suất thì theo tôi là rất là phù hợp với những cái hoàn cảnh như gia đình nhà tôi. Ngoài chương trình tín dụng chính sách xã hội đang triển khai, từ ngày 10 tháng 10 năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã triển khai chương trình cho vay vốn đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, theo quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình được kỳ vọng sẽ là điểm tựa vững chắc giúp người hoàn lương vươn lên cải thiện cuộc sống. Anh Thạch Ca ở xã Phước Long Thọ vừa chấp hành xong án phạt tù trở về gia đình. Do không có việc làm nên dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Chính vì hoàn cảnh khó khăn với tổ dân cư nơi đang sinh sống, anh Ca được hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn dành cho đối tượng chấp hành xong án phạt tù. Đầu năm 2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đất Đỏ cho anh Ca vay 50 triệu đồng, làm vốn hành nghề sửa chữa máy cày và chăn nuôi bò. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay anh Ca có thu nhập ổn định, đủ điều kiện để trang trải cuộc sống. Tôi cũng nhờ bên ngân hàng chính sách giúp cho 50 triệu. Bây giờ tôi sửa chữa mấy cày với mua thêm mấy bò nuôi. Nói chung là nhờ cái đồng tiền đó mà tôi sửa chữa mấy cày rồi tôi làm ăn có thu nhập. Đến nay 13 chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện có tổng dư nợ hơn 492 tỷ đồng với 7.289 khách hàng vay vốn, tăng 2,3 lần so với khi chưa có chỉ thị 40. Các nguồn vốn mà được phân bổ về cho ngân hàng chính sách thì ngân hàng chính sách cũng triển khai đến các ấp. Còn trong cái quá trình đó thì cũng thực hiện tuyên truyền các chính sách tín dụng, đặc biệt là các chính sách tín dụng mới trên các phương tiện thông tin, phối hợp với lại các hội đoàn thể cơ sở cũng như là các ban ấp để triển khai trên các địa bàn các ấp trong các buổi họp tổ tiết kiệm vay vốn, có niêm yết các thông tin chính sách tại các điểm giao dịch là người dân cũng dễ dàng tiếp cận nắm bắt cái thông tin. Khi mà có nhu cầu vay vốn thì liên hệ với lại các tổ tiết kiệm vay vốn trên các địa bàn cư trú thì sẽ được hướng dẫn cũng như là bình xét cho vay. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng. Do đó đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả tối đa, cùng với sự nỗ lực của ngân hàng, còn có sự chung tay của các tổ chức, hội đoàn thể tại địa phương. Khi mà hội viên có nhu cầu vay vốn thì tổ trưởng sẽ trao đổi với bên hội thì sẽ tổ chức một cái cuộc họp để rà soát. Thì nói chung là tất cả các thủ tục thì cũng rất là dễ dàng, thuận tiện. Chỉ là đối tượng có nhu cầu, có mục đích rõ ràng, rồi đúng đối tượng thì ngân hàng với lại bên hội sẽ tạo điều kiện cho hội viên cũng như là nhân dân trên địa bàn vay thôi. Giờ khi mà làm cho cái hội viên đó vay vốn thì tổ cũng phải có cái giải trình, nói là khi vay đó về phải sử dụng đúng cái mục đích khi mình trong làm trong hồ sơ về. Còn nếu mà không có hoàn thành được y như cái lời mình làm trong hồ sơ thì sẽ bị thu hồi vốn lại. Nhưng nói chung thì các thành viên trong cái tổ á, là người ta làm là sử dụng đồng vốn rất là đúng mục đích. Thứ nhất, thứ hai là khi tham gia tiết kiệm hay là những cái vận động gì của tổ á, là rất là tích cực tham gia. Nhà nước hỗ trợ được cái nguồn vốn thì nhiều hộ thoát được cái nghèo. Bởi vì như xưa này nếu giả sử mà làm mà tích lũy lại để mà mua một vài con bò thì nói chung hơi khó.
Nhưng mà nhờ cái nguồn vốn đó thì nuôi bò từ đó nó phát triển lên thành đàn luôn, cái nhà nó thành đàn luôn, thì cái đó là phát triển kinh tế rất là tốt. Các chương trình tín dụng chính sách xã hội được quan tâm bổ sung qua các năm đã giúp cho người dân tại huyện Đất Đỏ tiếp cận gần hơn với nguồn vốn chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.